Theo tôi thì về nguyên tắc ha, thì mình vẫn phải giữ cái thuốc đó, nhưng mà mình giảm liều từ từ, chị hiểu không? Tức là mình ngưng một cách đột ngột thì không nên, nhưng mình giảm liều từ từ. Ví dụ hồi xưa mục đích của bác sĩ cho thuốc đó làm gì biết không? Là cho trấn an, mà những cái thuốc trấn an từ toàn là thành đó, nhưng mà nó hơi có tính cưỡng bức cho mình tự động ngủ. Còn cái chườm nóng là nó làm cho máu huyết mình nó lưu thông, thì automatic nó lên, nó đưa máu đầy đủ lên cái não á, nó giúp cho cái giấc ngủ mình sâu hơn, ngon hơn. Vì nó lượng máu lên cái não đầy đủ á, thì oxy hồng cầu lên đầy đủ, thì tự nhiên mình ngủ ngon, một cái giấc ngủ rất là bình thường. Nó khác với một cái ức chế, hiểu không? Cho nên đó là mình về nguyên tắc là mình phải tôn trọng cái chỉ đạo, cái hướng dẫn của bác sĩ, nhưng mình sẽ giảm liều từ từ. Nhưng mà mình thấy giảm liều từ từ rồi càng ngày càng giảm liều mà thấy ngủ vẫn ngon, cơ thể vẫn khỏe, sự tiến triển cơ thể mình nó tốt hơn, thì mình sẽ giảm lần lần để chấm dứt hẳn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.